Xin giới thiệu với quý vị khán giả, ở chung một ghế nóng hôm nay chúng tôi mời Hòa Hiệp đến đây để cùng chúng tôi phân tích chủ đề là khi trộm đột nhập cửa hàng, lý do tại sao các cửa hàng, các shop thường xuyên bị mất cắp. Hôm nay chắc nóng dữ lắm nha, vì mới vô rồi thấy cái chủ đề nó nóng hổi hả? Nóng hổi luôn đó. Hiện nay tình trạng trộm cắp tài sản diễn ra ngày càng nhiều với các thủ thuật khác nhau. Trong rất nhiều địa điểm để bọn đạo chích trộm đồ thì các cửa hàng, tiệm thuốc hay shop thời trang là nơi để bọn chúng nhắm đến trộm tài sản của shop và của cả khách mua hàng. Và đây là những chiêu thức để bọn trộm cắp châm chĩa tài sản mà chúng ta cần phải lưu tâm. Nhanh ghế. Dễ sợ. Nhanh ghế chứ cô. Tôi gần đó. Dễ sợ. Rồi kia lấy tiền đi. Trời ơi. Trời ơi nhanh ghê chưa cô. Trời ơi rồi. Rồi đó một túi luôn rồi cô thấy không. Túi luôn mà. Túi luôn rồi. Trời đất ơi. Rồi cô kia. Trời ơi nhanh ghê chưa cô. Đó. Trời ơi. Trời ơi. Nhanh thấy sợ luôn đó cô. Kính thưa quý vị và các bạn, là tôi không hình dung là trong một thời gian rất là ngắn, gần 10 trường hợp mà lấy rất là nhanh. Đủ quá nhanh luôn cô ơi. Các loại chiêu đủ các kiểu luôn. Trời ơi. Đầy đủ chiêu trò mà đầy đủ hình thức gọi là trộm cắp. Cô thấy không? Mà không những nhá, già, trẻ, bé, lớn đều có hết. Mà đặc biệt con thấy là có một cái cô ăn bận sang trọng mà lại đi chôm chĩa. Đẹp người mà không có đẹp nết. Con thấy không? Cái chuyện mà chôm á, bây giờ nó thuộc về bản chất rồi. Dạ. Chứ không phải là nói là tại mình thế này, tại mình thế kia. Mà ở nước ngoài cũng vậy con. Dạ. Có những cô diễn viên rất là nổi tiếng nha, mà trẻ đẹp nữa. Nhưng mà cứ đi vô những cái showroom của người ta, đi vô những cái siêu thị là cổ lại lấy đồ của người ta. Đến mức là người ta phải để bảng luôn. Dạ. Để bảng luôn để mà giống như là loại trừ cổ luôn á. Con nghĩ là một phần là do cái bản tính của những người chôm chĩa, nhưng mà một phần là chắc do cũng sự hớ hên của nhân viên bán shop. Shop thì đồ quá trời đồ, mà nhân viên thì chỉ có một đến hai người à. Mà khi mà khách ập vô đông như vậy đó, rồi người này thử, người kia kêu, người kia réo, rồi phải đi lấy đồ cho người ta thử. Thì trong khi lấy đồ cho người này thì người khác sẽ có cơ hội chôm chĩa lấy. Thấy chưa? Rất là nhanh tay. Có chăng là những cái cửa hàng họ bài trí lộn xộn quá. Đáng lý là mình sắp xếp gọn ghẽ hơn. Mình sẽ biết vị trí của món hàng nào, loại hàng nào, nó nằm ở đâu đó. Và ngay cả chỗ cái bàn mà mình tính tiền cũng vậy. Tất cả nó phải quy củ và phải kỹ lưỡng rõ ràng. Thì mình không tạo điều kiện để cho những cái người mà có lòng tham á. Cô để ý không? Những cái chỗ mà quầy tính tiền á, rất là dễ lấy. Đó, rất là dễ lấy mà mà những người mà tính tiền không bao giờ đứng đó. Mà cái tủ tiền tại sao không có kép mà khóa lại cô, mà là một cái tủ có thể bỏ tiền ra bỏ tiền vô, giống như đoạn video clip nãy cô thấy không. Lấy rất là dễ dàng, chỉ cần kéo ra lấy quyền cọc tiền, rồi quyền ngày đó là coi như là xong, thua lỗ rồi. Đó, rồi có khi là kẹp tiền vô trong cái cuốn sổ nữa cô. Đó, chỉ cần mở cuốn sổ ra lấy tiền đi mất tiêu rồi. Đó, gặp con nha, trời ơi một đồng con cũng bỏ vô két sắt con khóa kỹ lại. Con nghĩ là ít nhất là cũng phải có một cái người đứng trực chỗ đó chứ. Đó, để mà quan sát quán xuyến hết cái quán. Nhưng mà hồi nãy mấy cái clip đầu mà mình coi đó, dạ, Hòa Hiệp có nhớ là có một cái ông, ổng mang một cái túi rất là to. Dạ. Ổng đi vô cái phòng thay đồ. Dạ. Mà quy định là khi vô phòng thay đồ là anh không được đem đồ cá nhân của anh vô. Dạ. Rồi ổng tồn một đống quần áo vô trong cái túi đó, ông đi ra tỉnh bà. Rồi cũng có một cái bà cầm một cái túi, cô nhớ không? Có nón lá. Rồi có nón lá che. Thì con nghĩ nếu như mà tất cả các shop hoặc là cái tiệm á, nên chú ý khách hàng của mình khi mà bước vào shop. Thì có thể là mình lịch sự mình nói cô ơi có thể để túi ở ngoài, chú ơi có thể để túi ở ngoài. Đó, thứ nhất là mình để dễ kiểm soát hơn. Và đặc biệt là Hòa Hiệp nghĩ rằng cái tủ tiền mình nên phải có một cái nhân viên
trực ngay chỗ đó. Dù bận như thế nào cũng phải có một nhân viên trực ngay chỗ đó để ví dụ như là thối tiền, tính tiền cho khách để không mất. Hầu như cô thấy không, mình bán bao nhiêu tự nhiên không, người ta mở cái tủ ra ta lấy nguyên cọc tiền rồi không, coi như là công cấp bán đâu được gì đâu cô. Bản thân của những người làm ở chăm sóc lẫn khách hàng đều không có ý thức được từ chỗ về tài sản của riêng của mình. Thứ hai là trong một cái cửa hàng có thể rất là nhiều qua lại cũng không có kiểm soát được hết. Lòng tham của cái khách hàng thì nó đẩy đến người ta mắc trộm. Do cái người nhân viên hoặc cái người quản lý ở cái shop đó nó không được chặt chẽ. Mặc dù là có nhiều camera nhưng mà họ cứ nghĩ là camera thì họ sẽ không có, không biết là lúc khi mà họ lấy xong rồi thì camera chỉ cần quay lại thì không có bắt gặp được họ lúc đó. Có nhiều vị khách đó, họ chủ đích lại đi mua đồ thôi. Nhưng mà bây giờ hỏi cô nè, mình vô đi mua đồ mà bây giờ mình thấy một cái điện thoại xịn nó nhan nhản ngay đó, rồi cái bóp nó nhan nhản ngay đó, rồi cái cọc tiền nó nhan nhản ngay đó. Hỏi sao nó không xuất phát lòng tham, cho nên đành phải lấy thôi. Tự nhiên lòng tham nó trỗi dậy trong người nên chôm chỉ thôi. Người bạn nghệ sĩ mà cũng là đã từng mở một cái shop quần áo ở trên đường Bàn Cờ. Dạ. Trời ơi, cổ kể cho cô Xuân nghe nha. Tức là họ vô khoảng chừng nó kéo vô một cái khoảng 3-4 người vậy đó. Mà dòm rất là sành điệu con, rất là sành điệu. Vô rồi cũng đứa này lựa quần jean này, đứa kia lựa quần jean kia. Xong nó thảy quần jean lên vậy nè. Thì lúc đó cái điện thoại của cô ấy chứ em gái là đang để trên cái bàn cái quầy tính tiền. Dạ. Yeah. Đó, thì lúc mà nó lựa quần nó thảy lên là coi quần này coi quần kia thì đứa khác tới là nó thò tay xuống dưới mấy cái quần jean á. Yeah. Nó rút cái điện thoại đi. Dạ, yeah. Lúc đó đâu để ý. Đâu để ý. Mình lo bu quá mình đâu có để ý đâu. Mình lo chú ý là tại vì nó có vẻ như nó mua nhiều quần quá. Dạ. Có nghĩa là gặp một cái nhóm khách sộp rồi. Băng nhóm là cái gì? Nó có cái sự là đầu tư, nó có sự chuẩn bị đó. Nó vô nó sẽ phân phối người nào làm việc gì, người nào làm việc gì và người nào sẽ là người lấy đồ, sẽ đánh lạc hướng đó, đánh lạc hướng. Vậy là nó tuổi chuyên nghiệp rồi đó. Dạ, đó là gọi là chuyên nghiệp rồi cô. Cũng do bà con mình, do những cái người chủ shop, những người chủ cửa hàng đã không hết sức cẩn thận trong cái chuyện là mình phải giữ gìn tài sản của mình. Mình dạ. Bị lơ là, hoặc là nhân viên của mình cũng bị lơ là trong cái chuyện này. Dạ chính xác, quán với tiệm mà không có khách á là ngồi chơi iPad, ngồi chơi điện thoại. Cái tiệm không có khách vô cái lực đực tá quả tâm tinh cái để qua một bên mà mình cũng đâu có nhớ là mình sẽ để ở đâu. Tại lúc đó là lực đực chạy ra tiếp khách đó. Rồi đồ mình để sầm, mà đặc biệt là những người thật sự là nhân viên và bán hàng họ không có tâm. Nếu mà họ có tâm thì họ sẽ sắp xếp ngăn nắp và họ phải chú ý quan sát khách vô như thế nào. Tại thật sự là nhiều lúc họ nghĩ cái đó không phải là đồ của họ. Họ chỉ là một người gọi là nhân viên bán hàng thôi, đến tháng lãnh tiền thôi. Cho nên đồ của chủ mà mất chủ ráng chịu, họ tới rồi đến giờ họ đi về, có khách vô họ bán, không có khách thôi họ ngồi họ chơi. Tại sao là cái người chủ họ mình gọi chữ huấn luyện thì nó còn hơi cao quá. Tại sao mình không dạy, mình không chỉ cho cái người nhân viên mà mình thuê để ngồi bán đó phải biết cách như thế nào để giữ gìn món hàng của người chủ cũng giống như của mình, tức là mình có thưởng phạt phân minh. Dạ. Anh làm tốt, doanh số anh cao thì cuối tháng sẽ thưởng cho người đó. Còn nếu như anh làm mà bị mất mát thì anh sẽ bị trừ lương. Có nhiều người chủ sẽ rất là kỹ, khi mà training cho nhân viên của mình sẽ rất là kỹ cô. Nhưng mà được thời gian đầu thôi, rồi xong rồi thời gian sau cái nếu mà mình không nói nữa thì giống như là lời nói từ bên đây xong bay đi mất tiêu. Cô hiểu không? Đó. Quý vị biết tại sao mà Hòa Hiệp nãy giờ nói chuyện buôn bán mà rất là rành rẽ không? Tại vì cậu ấy có một cửa hàng kinh doanh ăn uống và cậu ấy cũng rất là khổ tâm trong cái chuyện tuyển nhân viên. Dạ chính xác cô. Đó, thế này thế kia thế nọ. Khi mà mình xác định mình đi làm để mà chủ có tiền để trả cho mình là mình phải bán được hàng. Đúng đó, mình rồi. Phải sắp xếp gọn ghẽ cái nào quần, cái nào áo mà mình phải nhớ. Đúng đặc rồi. Biệt mình phải nhớ là khi mà khách vô mình thấy ủa đã mất tiêu là mình phải tìm hiểu lý do liền. Đúng. Đó, đúng. Chứ không thể nào mà khách ôm nguyên một đống mà đi ra rồi xong vô hồn vô vị. Có thấy hồi nãy có một cái nhân viên vô hồn vô vị khi khách vô thử đồ cái lấy đồ ra rồi để lên, chứ không hề quan sát coi tiệm mình, quán mình, khách vô đồ đặt nó có đúng vị trí cũ không hay là nó mất mát là do cái sự là lơ đễnh, do không tập trung coi không, và đặc biệt là không có tâm khi bán hàng. Nhưng mà Hiệp ơi, cái chuyện mà
đột nhập mà ăn cắp ở cửa hàng đó, là người ta có camera ha, thậm chí người ta tung lên mạng nữa. Nhưng mà tại sao mấy cửa hàng lại không rút kinh nghiệm chuyện này ta? Tại bây giờ mình nghĩ là có camera rồi, cho nên là mình ý lại vào cái camera đó. Nó nhưng sẽ mà kiểm hỏi tra. Cô nè, mỗi lần mà mình mất đồ rồi mình mới kiểm tra, mình mới phát hiện ra người lấy đồ thì người lấy đồ đã đi mất tiêu rồi. Giống như ông bà mình nói là mất bò mới lo làm chuồng. Đó, nhưng mà đó chỉ mới là ý kiến của hai cô cháu thôi. Dạ. Bây giờ chúng ta sẽ xem một clip sau đây để xem người dân họ có ý kiến như thế nào về chuyện này. Có mỗi cái ca bán hàng mình cần phải giao cho người đó là hôm nay là phải giao trách nhiệm sẵn sàng là hôm nay có, nếu mà mình phải quản lý chặt chẽ không để lỏng lẻo. Nếu mà hôm đó có mất hàng gì đó do sự thiếu sót của mình thì mình phải đền bù cho cái cửa hàng đó. Mình nghĩ là cần thêm nhiều người giám sát hơn. Đồ đạc tư trang của mình thì mình cố gắng mình bảo quản cho nó cẩn thận gì đấy, tránh cái việc rồi mình mất cắp rồi mình nghi ngờ lại người khác thì cũng không hay cho lắm. Quản lý nhân sự thì mình có một yêu cầu hay là một cái gì đó cụ thể trong cái giờ mình làm, cái ca đó mình làm. Đó, con thấy không? Những người dân họ hiến kế rất là hay. Có những cái cửa hàng nhỏ thôi thì bao giờ nó cũng có những cái tủ giữ đồ. Dạ, chính nếu xác. Như người khách người ta cảm thấy người ta để đồ ở ngoài cửa không yên tâm thì người ta sẽ bỏ vô cái tủ này, họ lấy cái khóa. Hoặc là mình sẽ mời người ta để nón nè, để nón bảo hiểm này, để nón lá, để áo mưa, tất cả đều được máng bên ngoài hết. Dạ. Nhưng mà phải tạo cho người ta cảm giác là an toàn. Dạ. Rồi người ta mới đi mình không vô người ta dạ, mua. Dạ chính xác. Quan trọng là cái người chủ phải training kỹ cho nhân viên của mình. Cửa hiệu của con thì con sẽ làm gì để cho nó cẩn thận? Thì cửa hiệu của con thì con sẽ sắp xếp làm sao bố trí nhân viên làm sao cho nó hợp lý, vừa tiết kiệm nhưng mà phải hợp lý. Nhân viên đó phụ trách sẽ tiếp khách để phục vụ cũng như là để cho thử quần áo, lấy quần áo. Như vậy mình sẽ không bị mất. Khi mà khách vô mình nên chú ý chút xíu và mình cũng sẽ giám sát được vị khách này có thật lòng đến mua hay không, hay là vị khách này là đến với một ý đồ gì. Có thấy không, có nhiều người đi vô tiệm trời đội cái nón bảo hiểm, đeo khẩu trang rồi áo khoác lùm xùm là mình thấy mình nghi liền, mình đặt một vấn đề là mình nghi liền. Còn những người gọi là tinh vi quá rồi thì làm sao mà mình có thể thoát khỏi. Nhưng mình cứ chú ý, mình để ý một chút xíu thì đỡ phần nào hay phần đó. Sắp tới con có định mở cửa hàng buôn bán quần áo nào không? Dạ không, sắp tới thì chắc con thấy tình hình này là con phải mở một cái cửa rồi là dây xích đó cô. Bán dây xích làm gì? Bán dây xích để cái gì mình cũng xích lại để cho mình khỏi bị mất đồ. Trời ơi. Cô Hùng không? Cô Hùng tại vì cô thấy con cẩn thận quá. Và mong rằng bà con làm ăn buôn bán hãy hết sức cẩn thận để chúng ta giữ gìn tài sản. Chúng tôi sẽ hẹn gặp lại quý vị vào chương trình kỳ sau.